Ok, và trận chiến ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với những cái con mà có thể đánh tầm xa với nhau anh em nhá. Những con mà đánh tầm xa với nhau thì mình chắc là sẽ spawn cho nó đấy khoảng mỗi bên 50 con chỉ đấm nhau xem nó như thế nào nha anh em nhá. Nào, đầu tiên sẽ là con Spear Tower, con này con ném giáo đây. Ơi, 23 con này. Chắc khoảng 50 con thôi nhỉ. 50 con là ok lắm rồi, hoặc là hơn 50 con một chút cho nó đều đều một chút đi. Đây khoảng ở đây tầm này nhá. Con này sẽ đánh với con nào nhỉ? Bên này sẽ là bên bên này sẽ có con ném độc đúng không nhỉ? Ném độc trước hay là con heal Heplin này, nhưng không phải. Con ném đá đúng rồi, con ném đá xong rồi đến con ném đá. Xong đến con ném đá này. Xong rồi đến con ném độc bên kia, đúng không? Mình thì 7.000 tiền chắc là cho nó cân bằng tiền thôi nhá. Chắc là cho để nó cân cân bằng tiền thôi chứ còn không đếm về số lượng nhá. Không phải đếm số lượng thì cho nó cân bằng tiền thôi. Bỏ bớt đi này, 7.000 đây. 7.080 với lại 7.040. Chắc là như thế này thôi nha anh em nhá. Xem qua một vòng cái lực lượng hai bên này anh em nhá. Đây, lực lượng hai bên thì nó sẽ như thế này đấy nhá. À, một dàn luôn này. Đấy, bên này thì cũng một dàn luôn. Bên này thì cũng không kém luôn, một dàn luôn là một dàn ném giáo và một dàn đá nha anh em nhá. Nào, chiến. Trời ơi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Trời ơi. Bên ném giáo phải ném trước à? Ấy à, ấy à. Ấy à, 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 ấy à. Ấy à. Ném tiếp, ném tiếp. Bên nào ném trước nào? Ấy à, ấy à, ấy à. Ấy à. Thôi, bên ném giáo thắng. Ok, bên ném giáo thắng. Chắc là bên ném giáo nó đông quân hơn thì phải. Ừ, nó đông hơn mấy mấy thằng, bảo sao nó không thắng. Thế hay giờ cho nó xử lên 100 thằng hết với nhau đi nhỉ? Ừ, cho lên 100 thằng hết với nhau đi xem là nó sẽ như thế nào. Ừ, đây 77 này. Ô chết, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi. Bên này 100 thằng ném giáo. Mình cho lên số lượng 100 luôn. Khỏi cần nói nhiều luôn. Mình thử xem nó đấm nhau sẽ như thế nào. 100 thằng. Bên kia thì ném đá thì đã thua rồi thì sẽ đến bọn khác. Sẽ đến với lại bọn ném độc đi. Ném độc hình như là cũng chơi ấy dài đúng không? Chơi 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 đây rồi, 102, bỏ hai con đi. Đây, 100 này. Bên này xóa đi này. Bên này ném đá xong rồi này, sẽ đến bọn ném độc. Ném độc này là cũng chơi ấy dài này. Đây. 24 này. 48 này. 70 này. Ok, thêm 30 thằng nữa. 97, thêm 3 thằng ở đầu nữa đi. Rồi, nào, để xem qua lực lượng của từng bên nữa nhá anh em nhá. Đây, toàn bộ đồ ném độc hết này. Toàn bộ đồ ném độc hết này. Đấy, ui sao con này to thế. Con này to đầu dữ vậy. À, anh em này trông này, tự dưng đột biến đâu ra có thằng to đầu thế nhở. Không biết là ném thì bình có to hơn không. Còn bên này thì đương nhiên là toàn bộ là ném giáo rồi. 100 thằng ném giáo. Xem có thằng nào cao to hơn hẳn không. Đây có một thằng cao to hẳn này. Đâu ấy nhở. Vừa nhìn đây, đây đây đây, thằng này này. Đấy, ông này này, cao to hẳn này. Đấy. Ok, còn lại là cũng tương đối. Đây, thằng này cũng cao to này. Đây, thằng này cũng cao to này. Còn lại là tương đối như nhau. Nào, chiến. Đồng lắm nhở. Ui, ném này. Độc này. Anh em nhìn này. Ác vãi trưởng luôn. Ok chưa. Ném độc phải dễ win lắm. Win thật luôn ý. Riêng mà nó đã ném độc như thế này thì ui xồi trông. Độc bay này. Xồi bao nhiêu bình độc này. Đấy. Này. Ghê vậy. Ui, nhiều đông đến cái mức mà lag luôn mà. Rồi ok. Bọn ném giáo này thua. Bọn ném giáo này thua thì sẽ đến bọn quạ này. Bọn quạ này. Bọn quạ này thì khỏe vãi trưởng ra. Chắc chỉ để khoảng hơn 50 con một chút thôi. Hoặc là ba hàng như thế này thôi. Thì mình nghĩ là bọn quạ nó vẫn có thể win được. Bởi vì bọn quạ này là boss mà. Nó là boss của con ném độc kia. Thì mình nghĩ là bọn ném quạ này nó vẫn sẽ có thể win được. Này anh em chung này. Ác chưa. Đấy, chiến này. À, ném độc này. Ui giời, quạ này. Quạ nó bay ra cũng nhiều nhá. Nhưng mà ném độc cũng nhiều. Ném độc cũng sinh ra nhiều. Ừ, chiến đi. Ui giời, nó đơ kìa. Nó đơ kìa. Ui, một quạ nó bay đến thì nó ăn hết bọn này luôn đấy. Đúng thật. Quạ nó spam nhiều quá nhở. Trông này, ui trông này, trông này. Đông vãi trưởng ạ. Rồi. Quạ win. Quạ win thì đương nhiên là bên này sẽ thay bằng một team mới.
bên này sẽ thay một team mới. Ok, bên này thay một team Medieval, sẽ có team bắn cung này là có thể bắn xa này. Cái con cẩu đá kia thì mình sẽ không dùng em nhé, bởi vì con cẩu đá kia nó to quá, nên là cho vào đây thì nó chiếm mất nhiều diện tích lắm, nên chỉ chơi mấy con nhỏ nhỏ này thôi. Đấy, 62 thằng này. Bên kia nó là boss, đương nhiên là nó sẽ ít số lượng hơn. Còn bên này thì mình có cho max là khoảng hơn 100 đi, thì sẽ như thế nào? Đây, bốn hàng như thế này, bốn hàng như thế này thì sao nào? À, em trông này, toàn bộ đều là bắn cung hết nhá. À, đấy, toàn bộ đều là bắn cung hết nhá. Chiến này. Ui, sự cung bắn ra này, quạ này. Cung bắn ra ác quái trưởng ra quạ bắn cũng ghê đấy chứ. Ui, nhiều quá, nó đơ luôn đấy chứ. Này, xé hết cả hình luôn ạ. Không nhìn thấy đâu luôn đấy. Rồi, quạ vẫn win. Nhưng mà nhìn cái map này nó hơi rối nhở. Nhưng có khả năng là đấy, nhưng mà để mấy thì mình chuyển sang map khác đi. Rồi, vẫn bắn được mấy phát này. Nhưng bọn quạ nó mà quạ thêm phát nữa là chết luôn. Rồi như nào? Ừ rồi như nào? Trên cây còn con kìa. Đây còn thằng trên cây nữa rồi này. Chết luôn này. Chết chứ làm sao mà sống được. Đấy, bỏ ngay mà. Ok, cái map này nó hơi loạn một chút anh em ạ. Chắc là mình sẽ đổi sang map khác. Đổi sang cái map nào nhìn cho nó dễ đi. Mấy cái map mà có thiên nhiên như cái thứ này thì nó hơi khó nhìn, chắc là sang hết mấy cái map là như này đi. Map để mà solo hay nhất thì mình vẫn thấy là cái map này. Map này vẫn là ok nhất. Rồi, vừa nãy là quả chiến thắng đúng không? Quả chiến thắng thì quả vẫn còn. Đây, vẫn là ra thêm 3 hàng quả nhá. 3 hàng quả như này này. Đấy, 3 hàng. Vừa nãy là 6 mấy con quả ấy, nhưng mà bây giờ chắc là để khoảng 3 hàng này thôi. 3 hàng khoảng 50 con nhờ, 50 thật. Rồi, 3 hàng này. Vừa nãy là đến với lại con cung rồi đúng không? Con cung ở bên Medieval rồi. Con cẩu đá thì mình không dùng. Thế sang bên Viking. Viking có bọn cung băng này này. Rồi một dãy cung băng thử xem nào. Khoảng 100 thằng cung băng nhá. Rồi mấy con này nó không phải là con boss, nên là sẽ để số lượng 100. Chứ con quạ kia nó là boss thì để số lượng ít ít thôi. Số lượng ít ít thôi thì nó còn đỡ được. Chứ nhiều quá bọn bắn băng này nó không đỡ được kịp đâu. 95 này. Ôi, hay thêm hàng nữa luôn đi. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng điểm qua lực lượng của hai bên một chút. Bên này là một hơn 100 thằng bắn cung băng em nhá. Đây, trông này, trông chín ác không? Trông ác không? Ác liệt không? Ấy, ấy, ấy. Còn bên này thì chắc là 50 con quạ này. Ấy, ấy, anh em trông ghê không? 50 con quạ nhá. Rồi, chiến này. Chiến. Úi xồi, thầy bị thả quạ chưa? Cung băng đến này. Ai, cung băng đến này. Ấy, cung băng lao đến này. Ấy, thằng này bị dính phát đầu tiên này. Ok. Ui sổ bắn này. Quả đến chưa? Bây giờ quả mới sang này. Quả sang là bọn này đi hết. Ờ, đi được một nửa thôi. Một nửa vẫn còn. Ây da, nó khi được win được chứ. Ừ, win thật này. Win thật này, vẫn còn một đống này. Vẫn còn đông lắm, vẫn còn từng này cơ mà. Vẫn còn đông lắm. Ok. Rồi, sang Bỏ quả đi. Chúng ta sẽ sang một cái team bắn dài tiếp theo là tim rắn. Tim rắn này thì mình nghĩ là nó lại win đấy, bởi vì bọn rắn này nó ảo ma Canada lắm. Bọn rắn này nó kiểu không đỡ được đâu. Bọn rắn này kiểu khó đỡ lắm. Cứ để mắc 5 hàng đi, xem được bao nhiêu thằng thì được. Thế thì lên 6 hàng luôn đi. 93 thôi, cho lên 100 luôn đi nhá. Đây. Đây. Trăm chưa? Ok. Nào, điểm qua một chút quân nào. À, anh em nhìn này. Rồi, toàn bộ đây nhá. Toàn bộ đây nhá. Hơn 100 thằng, 101 thằng đấy, bắn rắn đấy. Tiếp tục này. Slow motion cái trước khi chúng nó bắn này. Ơi, hai bên chưa đổi giao thức này. Bắn cùng lúc luôn à. Thế tầm bắn của hai bên này ngang tương đương với nhau ấy nhở. Bên này chuẩn bị đến này. Bên này bọn rắn thì cũng chuẩn bị đến rồi này. Rồi, bỏ cái slow motion này đi. Ủa, bên kia nhiều rắn lắm. Bên kia rắn nó quẫy rồi thì bọn kia làm sao bắn được. Này trông này. Ôi dồi ôi, nó đơ luôn đấy. Nó xé hình luôn đấy.
vẫn bắn. Ui bên này rắn vẫn tới này. Nghe chừng là rắn nó thắng đấy. Nghe chừng là rắn nó thắng đấy. Số lượng nhiều như này nhìn thì thích ấy, nhưng mà cái máy này của mình nó không chịu được cái sao ấy, nên là hình nó cứ bị xé xé. Cấu hình máy yếu quá nên là bắn đồ họa cái thứ nhìn ra nó không được mượt, nó không được đầy đủ cho lắm. Hay chắc là mình sẽ giảm số lượng đi anh em nhỉ. Giảm số lượng đi để khoảng 20-30 thằng thôi. Chứ 50 với 100 thằng này nó đông quá. Nó lag luôn ấy. Ui chộp bắn này. Vẫn chưa win à? Vẫn chưa win à? Đây, slow motion lại chút này. Ui, cả đống rắn như này mà chưa win á. Ui sổ anh em nhìn là lag này. Ôi thế này cho giảm xuống 20-30 thằng thôi. Chứ để như này lag quá. Rồi, blue thì chắc chắn win rồi. Blue thì chắc chắn win rồi, nhưng mà mình sẽ cần phải bỏ bớt đi. Nhưng không, để như này nhiều quá. Nó bị lag. Bỏ này đi này. Bỏ này đi này. 63 thằng ở đây, để tầm này thôi. Chắc hai hàng như này thôi. Đây như này thôi. 36 thằng, thế thôi. Bên này là bắn này xong rồi đúng không? Bỏ đi đến rớt. Đương nhiên là cái ballista cái thì mình sẽ không dùng rồi anh em nhá. Cái ballista kia thì mình sẽ chắc chắn là không dùng rồi, bởi vì cái ballista kia nó khỏe, nó to lắm, nó chiếm hết số diện tích đấy. Ok. Điểm qua một chút nhân vật rớt nha anh em nhá. Đây rớt đây. Toàn bộ rớt đây. Có nào to nhất không? Ở đây ông nhõn này to nhất này. Ông nhõn này to vãi trưởng này. Đấy, ok, chiến nhá. Slow này, chuẩn bị slow này. Slow này rắn bay tới này. Này bắn rắn bay tới này. Ui, đây, rắn này anh em này. Rắn sẽ bay tới trước thì phải. Ok, bỏ cái slow đi này. Ui, xét này, ui, xét này. Ui, nhưng mà xét nó sang một phát là nó giết hết luôn ạ. Ác thật. Còn rớt thì nó sang một phát nó giết hết luôn ý. Thôi, rắn thua thì rắn phắn thôi. Đến bọn Viking này có thằng nào bắn xa không? Đây, đây có thằng này. Có thằng này bắn xa à? Đây, cho khoảng 3 hàng đi. 3 hàng khoảng 50 thằng đấy. Rồi ok. Điểm qua một chút nào. Đây. Thằng này to thế. Rồi đây, quân của nó đây anh em nhá. Chiến này. Nào để xem bắn nào. Cũng bắn băng đấy, nhưng mà nghỉ nghĩ là không ăn thua đâu. Ui sợ, ui sợ, ui sợ, ui sợ, ui sợ, ui sợ, rớt nó sấy này. Ui sợ, ui sợ, ui sợ, ui sợ. Đỡ làm sao được rớt cơ chứ. Đỡ làm sao được rớt cơ chứ. Ô vừa nãy có một bên cũng có bắn cung băng cơ mình nhỉ. Viking. Vừa nãy có một bên cũng có bắn cung băng cơ mà nhỉ. Hay là mình cho ra nhầm quân không biết. Nhưng mình nhớ là vừa nãy cũng có. À vừa nãy là con này là của bên Viking à? Hay là con bên này là của con bọn Firework rồi đấy. Ô hình như cho nhầm quân rồi. Nhưng mà bọn này thua thì vẫn là thua thôi. Bọn này thua thì vẫn là thua thôi. Không có gì phải đắn đo suy nghĩ cả. Thua thì vẫn là thua thôi. Cho nhầm quân anh em ạ. Sorry anh em nhá. Nhưng mà phát đấy mình cho nhầm quân đấy. Đây giờ đến bọn này này. Nào điểm qua một chút quân số chúng nó là. Đây. Con này to thế. Có hai con to vãi trưởng này. Rồi chiến. Nào sấy đi. Đây à, bắn mấy cái này nổ nổ này bay tới này. Ai à, nổ này. Ui xổi nổ này. Chỉ cần rớt nó thả được mấy phát xét thôi là xong hết. Ấy ấy. Chỉ cần rớt nó thả được xét thôi là đi hết mà. Ấy. Rớt nó bắn được lan nữa nên là kiểu gì nó chả có thể ăn được. Đây giờ sẽ đến bọn ninja này. Ninja này cũng ghê đấy. Ninja này cũng ghê không đùa đâu nhá. Ninja này nó mà thả được shuriken là cũng ghê đấy. Ba hàng thì đương nhiên là ba hàng rồi. Đấy ok. Nào điểm qua một chút những gương mặt ninja nào. Trông này. Xôi ôi. Xôi ôi. Ok chiến. Phi tiêu đi, phi tiêu đi. Uf, bọn này đánh gần thế. Bọn này đánh gần thế, đánh ngang ngửa với lại con rớt cái đồn đấy thì con rớt đánh trước thì nó sẽ win trước à? Trời ơi. Làm sao mà đỡ được? Đấy. Nếu như mà cứ tầm mà ngang ngửa với con rớt thì kiểu gì con rớt sẽ farm trước. Nó farm trước thì nó win chắc luôn đấy. Ơi, đến bọn Hawacha này. Bọn này là bọn nào đấy? Ô, mấy con này á? Mấy con này thì để khoảng mấy con này thì khó đỡ quá nhỉ? Bởi mấy con này bắn nhiều tên lắm.
sao mà rớt có thể đỡ được nhỉ? Để ba hàng nhá, hay là để ba hàng đi, bởi vì cái này cũng to nữa. Đờ ra còn thế nào cái phun lửa thì phải. Đây em nhìn sơ qua nhá, thì nó sẽ là như thế này. Đây là máy bắn tên mà, máy bắn tên nào tab. Không biết là ba con có ăn được không. Ui 30 con rớt chẳng nhá, đi hết luôn à, đừng có đi hết nhá. Ui nó bắn kìa. Ui đỡ sẽ được, đỡ làm sao được cái đống này đây, đỡ làm sao được cái đống này đây. 27 cái ạ. Ui giời, hình như chắc là mình bỏ đi bớt một hàng đi, chứ nhiều quá nó bị lag em ạ. Rồi rớt thua nhá, rớt thua xanh chín luôn, rớt thua là rớt đi luôn, xanh chín luôn, không có nề hà gì cả. Đây bắt đầu đến thằng này. Đây bọn này để ba hàng, mỗi thằng khoảng 18 thằng ấy. Rồi điểm qua một chút gương mặt này. Đây tổng thể con số nó sẽ như thế này ấy, có này to nhất này, đột biến nhất này, nào táp này. Ui xuống nó phun tên này, bắn tên như thế này thì đỡ sao được nhỉ. À qua được tên đầu tiên này, qua được tên đầu tiên này, nhưng mà tên thứ hai thì không anh em ạ. Nhìn tên thứ hai này, tên này, ui xồi ôi bắn này, ui xồi ôi. Rồi đổi quân. Rồi bọn này bỏ đi, thế bọn ngắm súng này, phun những con tầm xa luôn, đánh chiến với nhau xem mà nó như thế nào. Đấy rồi quất luôn, lần này không điểm danh quân nữa. Ui xồi ôi, cung nó farm sang này. Ui xồi ôi, trông này cũng có mưa tên luôn đấy, quả bữa mấy thằng ạ. Không ăn thua, bắn không ăn thua, nó farm tên như thế này thì đỡ ra được nhở. Bên kia cũng chết nhiều phết đấy chứ, xổi nhưng mà vẫn thua. Bên này vẫn không ăn được. Bên này thì nó là cái Da Vinci tăng này, thì mình nghĩ mình không dùng cái này đâu, bởi vì cái này to lắm, xếp thì chả hết chỗ đấy. Đây thì xong rồi này, bọn này xong rồi này, cái này xong rồi này, sai với bọn này này, bọn này cũng lắm thằng cầm súng này, lắm thằng bắn xa này, quan trọng là có bắn được bọn kia không ý. 36 thằng này này, 52, ok. Điểm danh qua một chút cái gương mặt bên này đi. Đây bên này mình sẽ quân nó sẽ như thế này này. Ui lần này bên này ra quân khá là đều này, không có một con nào to hẳn luôn này. Nhìn chiều cao ấy, cái thứ thì nó bình thường luôn này, không có một con nào to hẳn nhờ. Rồi chiến này. Ui sợ tên bắn này, trời tên này anh em này, nhìn cái lượng tên nó tuôn ra này, đỡ làm sao được này, sợ thật ấy, quá đỡ lắm, vẫn còn sống mấy con này thì không có hốp. Tính ra bên kia để nhiều cái bắn siêu tên quá, bắn mưa tên quá nên là cũng hơi khó win, chắc để một hàng thôi. Đấy để một hàng này thôi là đã thấy được khó khăn lắm rồi. Ok đây sang cái bọn này này, một hàng này, hai hàng này, ba hàng này. Ok xem gương mặt cho nó một chút nào. Đây toàn thể thì nó sẽ là như thế này anh em nhá. Nào chiến nào, bắn đi. Đúng rồi, ơi tên chuẩn bị đến này. Ui xồi ôi, trông mưa đến này, mưa tên này. Này ác vãi trưởng này, rơi này, đi gần hết luôn. Nào giờ bọn bắn súng bắn đi, đừng để bọn kia nó spam có nhiều tên nhá. Ui nó bắn gần hết rồi, khó khăn quá. Ui rồi ôi, bắn gần thế à, bắn gần như này là không ăn thua rồi. Vẫn sống mấy con này, chưa biết chừng nhá, sống mấy con đây này. Còn mỗi máy thôi, bắn hết máy này là xong. Win được này. Ôi giời ơi ngon, nhưng mà mình phải giảm số lượng đi thì bên này mới có thể bắn được thua được đấy, chứ không thì khó lắm. Bom cái này này, thằng ném bom đúng không, thằng ném bom thì đây giải ra ba hàng đi, ba hàng khoảng 50 thằng cho nó ghê. Đây
chiến luôn, khỏi cần phải xem đội hình cả hai bên nhá. Nào, cô gắng sức thấp xuống tí. Đây, để như này là vừa tầm cho anh em xem này. Ui giời, slow motion. Bùm bùm bùm. Ui trời ơi, trông này. Ui trời ơi, trông này anh em này. Ui giời ơi, vãi trưởng luôn. Bay hết luôn, bỏ ném mình thì ghê thật. À, trong này có mỗi mấy thằng ạ. Ui giời, ui giời, ui giời. Không ăn thua. Không ăn thua, không ăn thua. Không ăn thua, không ăn thua. Rồi ok. Bên này sẽ thêm một lượng quân mới này. Ui, cả hai bên đều là 50 mấy thằng ấy, nhưng mà bên kia nó ghê quá. Giờ là thằng này là bắn dây. Bắn bọn bắn dây này mình nghe chừng là bọn bắn dây này có thể win được này. Bọn bắn dây này khỏe vãi trưởng rồi đấy. Nó mạnh vãi trưởng ra luôn ấy. Rồi 48 thằng, mình nghĩ chỉ cần 48 thằng thôi là ok rồi. Ui, con này to thế nhỉ? Con này to nhất hội luôn này. Rồi, ok, đây. Chúng nó sẽ như thế này anh em nhá. Chiến này. Đây, để cam cắt tấp xuống anh em mình cùng xem nhá. Tới này, tới, chuẩn bị tới này. Bắn. Rồi, nó bắn này. Mấy cái này nó lao ra cho thì đỡ sẽ được. Đây. Ấy, lôi hết lại này. Ôi, nhưng mà lôi cả mình sang ạ. À, vãi cả trưởng. Lôi cả mình sang, ai chơi kiểu đấy. Kiểu đấy tự bóp mình à. Ừ, đúng thật. Lôi cả mìn sang là ngu rồi. Là tự bóp mình luôn ấy. Nhưng mà nhớ đâu nó vẫn win được thì sao. Thôi thua rồi. Phát đấy là lôi cả đống mìn sang là biết là nó thua rồi ấy. Lôi hết mìn sang mà. Ảo thật. Cứ tưởng là nó win được nhưng mà không. Con này là con captain. Mặc dù nó con này có thể bắn được xa, nhưng mà con này nó thiên về cận chiến hơn ấy. Chứ bắn xa con này bắn ngu lắm nên là mình không dùng. Còn căn đông này thì chắc không chơi bởi vì căn đông này mất nhiều diện tích lắm. Nên là thôi nhá. Sẽ sang team Spooky này. Spooky này thì xem nào. Đây, chơi cung cái này đầu tiên này. Bọn cung lửa này. Spooky này. Cứ 50-50 thằng một thôi. Đánh nhau xem mà bên nào ok hơn. Ơi 54 thằng này. Điểm qua một chút chúng nó nhá. Này. Đấy. Trông xếp hàng ra lối này nó cũng đẹp phết đấy chứ đúng không? Nào, chiến. Đây, để như này đi. Bắn. Wow, wow, wow. Chuẩn bị bắn tới này. Úi xồi, đốt này. Lửa cháy liên tục, ui nổ hết này. Mìn sang này. Mìn cũng ghê này. Ồ, nhưng mà bọn bên bọn Spooky này nó bắn trước thì khả năng nó sẽ win được đấy. Ừ, còn hai con. Nổ. Đừng nói bên Spooky thua nhá. Đã bắn đến cái mức đấy rồi mà còn thua thì thôi chịu. Ui, còn đúng một con sống này. Còn đúng một con này luôn ạ. Bên này mặc dù spam trước nhưng mà đi hết cả lũ ạ. Này trông này. Vai cái trưởng thật, bên này có đúng một con sống. Ác ôn vùng nông thôn thật đấy. Rồi Spooky thua thì Spooky bọn này cút thôi. Con này là con như thế nào nhỉ? À, con này có thể dùng được. Con này như cũng có thể đánh tầm xa được đúng không? Không nhớ rõ con này lắm nhưng mà mình chắc là con này có thể dùng được. Rồi ok. Đây điểm qua mặt chúng nó phát. Để anh em mình cùng nắm rõ đặc điểm của chúng nó. Trên đầu nó lửa lửa nến à. Nến này hình như là ném lửa thì phải. Nếu như mình nhớ không nhầm nó là ném lửa đúng không. Đây hồi chiến nhá. Đặt cam ở giữa đi. Cho anh em mình dễ quan sát với nhau. Xồi ôi mình sang này. Mình chuẩn bị sang này anh em này. Bùm 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 bùm. Ủa đi hết luôn ạ. Ui bọn mình thì ném ghê thật đấy. Bọn ném bom này. Mấy cái thằng ném bom này ảo thật. Con vampire này con rơi bay đúng không? Nhưng mà con này thêm phải cận chiến hơn. Có con này thêm phải ném kiếm. Con này lao kiếm này đúng không nhỉ? Ờ đúng thật. Con này chơi kiểu phi kiếm thật. Con này thì cũng nói là gần thì cũng không phải. Mà nói là xa quá thì cũng không phải. Con này nó cũng đánh tương đối gần thôi chứ không phải là xa lắm. Nhưng mà con này kiểu không chơi kiểu đánh tay là cũng có thể giữ sang được cái kiểu là rain thì cũng được. Đây, trông nó sẽ như thế này này anh em này. Này, trông này. Trông đẹp phết đấy chứ. Này, kiếm này. Ảo chưa? Rồi ok, chiến. Nào để xem bên nào sẽ giành lợi thế nào, giành chiến thắng nào. Mình nghĩ là bên nhà mình sẽ thắng rồi. Rồi, mình sang bài này bay hết luôn cho xem. Quấy, quấy. Ôi nhưng mà kiếm. Kiếm nó phóng dạng ghê nhá. Kiếm này anh em chụp kiếm này. Này, bao nhiêu kiếm nó phóng sang này.
Trời ơi, đỡ kiểu gì. Ngoài, vẫn còn sống từng này cơ mà. Ấy da, chứng tỏ là con này cũng ghê cho phết đấy. Từ nãy giờ bọn mình thì nó win liên tục, mà đến bọn này mà con đấy nó win được là cũng ghê đấy. Đây, sang bọn ném mìn này đi. Bọn này mới thích thương đích thực là ném mìn này. Bọn vừa đấy là ném bom thì đúng hơn. 35 thằng à. Rồi, ok, 54. Nào, điểm danh qua một chút đã. Đây, nó sẽ như thế này anh em nhá. Những cô nàng ném mìn. Nào, chiến nào. Đây. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Đây, 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 tấp tới, 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 tới. Ui trời ơi, liệu lao kiếm này. Mìn này, mìn rơi trên trời xuống này. Nhưng mà mìn này nó mất thời gian nổ. Kiếm cái, ui nổ này. Nó nổ bọn này này. Ác vãi trưởng là vẫn còn lưu lại khói thứ này. Ok, nhưng mà Z vẫn win. Z vẫn win thì đương nhiên là bọn ném mìn thì thua rồi. Để cái con bắn xa xem nào. Bắn kiểu đạn trên trời rơi xuống xem nào. Không biết là có sửa được bọn kiếm hay không đây. Bọn kia như kiểu thiền sư ấy. Rồi, 54, vẫn 54 thẳng nhá anh em nhá. Đây, xem qua một chút lực lượng. Nó sẽ như thế này. Đấy, chiến này. Xem là bên này sẽ bị ăn đạn trước đấy. Đây rồi. Đạn chuẩn bị rơi này. Đấy, rơi này, mưa đạn này. Em thấy không? Này, đạn rơi này. Ấy, này, đạn rơi này. Ấy, đấy, đấy, đạn rơi này. Đấy, 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 nổ này. Ui, bay hết luôn này. Ui, ui, trời ơi, Blue Victory. Ui, bọn này, mình biết bọn này có thể thắng được mà. Bọn này khỏe vãi trưởng ra. Ok, bọn ném kiếm này bay đi thôi. Con này thì con lasso được, con này cũng có thể ném ném dây xa được. Nhưng mà con này nó hơi to nên là chắc mình sẽ không dùng. Chuyển sang con bắn tỉa này luôn đi. Bà bắn tỉa này mình nghĩ là bà win luôn đấy. Bà bắn tỉa này khỏe lắm. Bắn kiểu chính xác lắm. Nào, đây. Bắn tỉa thì nó sẽ như này anh em nhá. À, những cô nàng bắn tỉa, thử xem chiến luôn thôi nào. Đấy, thấy chưa? Bắn phát nào ra hồi phát ấy luôn, bọn đi hết luôn này. Ấy, 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 ấy. Úi xồi, nhanh không? Bỏ qua mấy bà bắn tỉa này bà ghê lắm. Tính ra nhá, cái team cao bồi này này, nếu như mà để mà bắn súng mà bắn xa ấy, để mà solo ấy, thì mình nghĩ là bọn bọn boss của team này là cái bọn quick draw này chưa chắc đã ăn được bọn bắn tỉa từ xa cái đâu. Nên là mình sẽ cho thêm bên này một hàng nữa để chứng tỏ là boss của bên này phế hơn là cái con bắn tỉa xa này anh em nhá. Đây, boss của team cowboy đây. Đấy, nhìn trông đẹp không? Nhưng mà trước thì đã ăn được mấy cô nàng bắn tỉa bên này. Này, trông bắn này đấy, bắn phát đi hết luôn mà. Này, mặc dù đông hơn rất nhiều nhá. Này, này, đấy. Đấy. Đông hơn rất nhiều nhá. Nhưng mà để bọn này nó mà đến gần thì bọn bắn tỉa này chưa chắc ăn được đâu. Bắn tỉa này nó bắn xa cơ chứ bắn gần thì bọn này không ăn được. Ồ, nếu như mà để mà số lượng cân bằng mà bắn xa được thì bọn bên này chắc chắn là bọn bắn tỉa sẽ win. Nhưng mà để bọn này đến gần thì bọn bên này lại thắng. Rất ảo luôn. Thôi, mặc dù như thế nhưng mà cái này nó hơn đứng 15 thằng cơ mà, bỏ xa nó không win đúng không? Đấy, rồi. Thôi thua là thua. Sẽ đến với team tiếp theo. Team Legacy này thì không biết là có nên cho team Legacy này vào không nhỉ? Thôi cho một hai thằng Legacy thì bạn được. Đây, có mấy thằng bắn cung mà. Bên này như team Legacy này nếu mà để mà xét về tầm xa thì cũng ít mà, không có nhiều đâu. Nên là cho được. Đây, 54. Nào, xem thử qua giao diện cho tí nhá. Đây. Ui, hai cái này to thế. Rồi, ok anh em chiến nhá. Bắn cung đi, bắn cung đi. Cháu, đem. Bắn. Ui dồi. Khiếp thật, bắn nhanh thế. Bọn quick draw này ghê vãi trưởng, bắn nhanh thế nhở. Bên này thua luôn. Cái giáo à, cái này là cái gì nhỉ? Cái này là bắn kiểu phóng độc, thổi độc, thổi tiên độc. Cũng là tầm xa, cũng có thể sử dụng được. Ok đây. Đây, 54 thằng à, 54 thằng này chiến luôn thôi.
54 thằng ấy chiến luôn thôi, không có nhiều. Ui 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 ui, thổ độc này. Nhưng mà không ăn thua, không ăn thua nhỉ. Bọn kia đến nó bắn được phát là bọn này chết luôn mà. Đấy, 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 bảo mà. Bọn quick draw này nó mà đến là nó bắn được là thôi rồi, đi luôn. Ở bên này chắc hết rồi nhỉ. Còn mấy cái thằng Thor, mấy cái super tăng hay là cái super boxer này chắc không dùng được đâu. Dùng là bên kia thua luôn đấy. Không đỡ được đâu. Ok, legacy xong này, good này. Good thì có thằng này đúng không nhỉ? Thằng này là có thể ném được xa này. Nếu như mình nhớ không nhầm là có thằng này. Có thằng Radiant Glavy này có thể đánh được. Rồi chiến. Rơi mất một hai thằng rồi kìa. Rơi mất một hai thằng quick draw rồi kìa. Ui trời ơi. Trông này. Hai bên giao chiến này. Đạn như cái thứ với lại cái này là cái gì đây? Bay luôn. Nào. Xem bên nào win nào. Ây da, 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 ây da. Ô. Quick draw thua. Ui. Ảo thật, quick draw thua bọn này luôn ạ. Ờ. Ok đấy. Trông không ra gì mà lại ra gì đấy nhờ. Được đấy. Rồi. The Divine Apeter để xem nào. Mấy bọn này là sách à. Hình như là sẽ phóng ra mấy cái tia xong bắt đầu gây nổ đúng không. Đây chiến thử xem nào. Xem hình dạng nó như nào là anh em nào. Đây nó sẽ như thế này nhá. Rồi. Trông ác chiến phết đấy. Kiểu pháp sư à. Nào đánh đi. Đánh đi đánh đi. Rayo. À đây nó phóng ra mấy cái tia này này. Mấy cái tia này khi mà chạm vào xong bắt đầu nó sẽ mìn như cái thứ nó nổ đúng không? Gây nổ đúng không? À không phải mìn, nó kiểu phép nổ phép ấy. À, nổ. Bùm 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 bùm. Đấy, ui trời anh em thấy chưa? Nổ này. Đấy, nó nổ như thế này cơ mà. Không đi cả lũ hơi phí. Đấy. Một đoàn dáng mạnh phát là win luôn. Uầy, tính ra mấy ông nội này mạnh phết đấy nhờ. Mấy ông cố nội này mạnh phết đấy. Rồi, bỏ đi. Con này là con gì nhỉ? Ôi con này thì không dùng được. Rồi legacy xong này đến good này, good xong rồi này. Envio thì có nào đánh sao nhỉ? Con set này đúng không? Nhưng mà con set này thì không ok lắm. Con voi này thì sao nữa nào? Con này thì cũng không phải đánh xa lắm. Con này thì không. Hình như cứ team Envio này không có con nào đánh xa hẳn luôn ấy. Con này thì có đây. Chukoku xem nào. Bắn nỏ này. Bên team này team secret rồi. Sang đến team secret rồi. Rồi chiến. Đây anh em nhìn này. Đấy nó sẽ như thế này nhá. Nào chiến thử xem nào. Ui xồi hai bên đều bắn kiểu tầm bắn ngang nhau đấy. Nào nhưng mà bên này chắc chắn sẽ thua này. Nó nổ thôi thì không đỡ được đâu. Đấy thổi nhanh không. Kết thúc cực kỳ nhanh luôn. Rồi ok team này xong. Giờ đến bên này Cupid. Cupid. Một dàn Cupid thử xem là có kìm hãm được sức mạnh của mấy ông pháp sư cái bên kia không. Nào chiến luôn. Phải cần nhìn hình dáng nhá. Bởi vì Cupid thì chắc là anh em mình quá quen thuộc rồi. Đây chiến đét thử xem nào. Này Cupid với chúng tôi này. Ui xổi Cupid này. Ui xổi nó này. Cupid này. Ui xuống nhanh tơi à. Ác thực sự luôn đấy. Rồi ok. Team Cupid xong. Cupid vẫn thua rồi. Không thể đỡ được. Clay chắc là không chơi được. Con này thì sao? Con này là như thế nào ấy nhỉ? Con này có phải là ném băng không? Thử luôn thì biết. Đây. Mình sẽ để cho 4 hàng đi. Khoảng 6 mấy thằng đi xem nào. Đây. Chiến nào. Đây để ở giữa trung tâm này nhìn cho rõ nhá. Ném băng à, ném đi. Ui xôi nổ này. Ui xôi bay hết. Mấy ông gọi thì khỏe thế nhở. Mấy thằng này khỏe quá nhở. Không ăn được lúc chúng nó luôn ấy. Sợ thật. Ghê quá. Ôi mấy con này xong này. Con này con pháp à con phương thì không chơi đúng không. Con này thì sao như thế nào. Con này là con chiêu nó như thế nào ấy nhở. Thử ra một hàng xem nào. Em không biết, mình không nhớ chiêu con này như thế nào nên là cho ra thử cho nó đánh giống như thế nào.
Không nhớ chiêu này là tầm xa hay tầm gần như nào nên là thử phát. Trông như vẻ đánh gần thì đánh xa đây. Đánh gần thì đánh xa thì gặp mấy ông cố nộ kia ông ấy spam chiêu thôi thì vẫn đi hết. Nào. Ôi như bọn này đánh gần rồi. Bọn này như đánh gần đấy. Ồ nhưng mà nó đánh gần nó mà spam chiêu được. Và nó khỏe vãi trưởng ạ. Nhưng may quá vẫn win được. Mấy cái này tính ra khỏe chứ. Có Banshee thì tính ra khỏe chứ. Nhưng mà rất tiếc bọn kia nó vẫn win được. Rồi đấy bắn xe à. Chansey nhỉ. Lần này động với Chansey thì mình nghĩ là Gatling Gun này. Gatling Gun này thì 11 khẩu này. Ôi này to quá nhỉ. 22 này. Này to quá. Này không đỡ được đâu. To quá to quá. Mình nghĩ Gatling Gun thắng đấy. Ừ Gatling Gun thắng được đấy anh em ạ. Đấy Gatling Gun thắng này. Bởi vì Gatling Gun nó tầm bắn của nó xa hơn. Nó spam chiêu trước. Nhưng mà thôi xanh chín. Thắng là thắng. Xong đến bọn Samurai thì không tính rồi đúng không. Đến là mấy ông Sensei này. Sensei này trong mấy cái phim Nhật. Mấy cái phim anime thì hay gọi là sư phụ đúng không. Nào chiến. Mặc dù bên này số lượng ít hơn nhá. Để xem nó sẽ đánh đấm như nào. Này bắn đạn này. Đạn nó chúi đất này. Bắn đi. Phi tiêu đi Sensei ơi. Phóng tiêu đi, phóng tiêu đi. Đây rồi. Đây rồi. Ui giời anh em nhìn phi tiêu này. Ui không này. Ác thế nhở. Kinh khủng luôn. Này. Ghê vãi. Bên nào thắng nào, bên nào thắng nào. Slow lại phát nữa nào. Ui rất nhiều phi tiêu này. Ác vãi. Ồ Sensei thắng, Sensei thắng. Ghê đấy, ghê đấy. Cơ bản là bên kia số lượng nó cũng nhiều hơn. Rồi đến con cuối cùng Artemis. Con cung quả là đắt nhất đây. À con vũ khí tầm xa quả là đắt nhất đây. Thử xem này nó có win được team Sensei kia không. Điểm qua một chút gương mặt nhá. Rồi nó sẽ như thế này. Bắn cung như cái kiểu là rất là nhiều cung ấy. Rồi chiến luôn. Tìm một góc thật đẹp. Tìm một góc thật đẹp để xem. Ui rồi bắn này. Ui nhiều cung thế. Thôi này nó thắng luôn rồi còn đâu nữa. Nó thắng luôn rồi đấy. Spam như này nó thắng luôn rồi còn gì nữa. Ui trời ơi sợ thật. Rồi chúng ta đã có kết quả rồi anh em ạ. Ờ thế nếu như mà à nhưng mà nó cái này nó bắn xa. Mình đang định sử dụng cái con vừa nãy của team Good rồi là con này. Thì không biết có win được không. Thì thử xem nào. Bởi vì con này nó. Nhưng mà con kia nó bắn xa thì nghĩ là mình tin team này cũng không thể ăn được. Con này tầm của nó gần hơn. Đây chiến thử thì biết ngay. Chiến thử thì biết ngay. Đấy biết ngay mà. Con này tầm bắn của nó xa hơn nên là kiểu gì nó cũng chắc chắn nó thắng rồi. Ok. Thế vậy là kết luận là trong tất cả các team từ nãy giờ mình chiến đấu với nhau ở mấy con mà có thể chơi được tầm xa thì team Artemis này giành chiến thắng em nhá. Thì Artemis này đang là team bắn xa mạnh nhất luôn. Ấy, gây vãi cả trưởng ạ. Mặc dù là số lượng có thể là nó sẽ không tương đồng giữa các team với nhau. Lắm lúc nó sẽ kiểu bên một team thì 30, bên team 50. Nhưng mà cũng tùy vào ô, tùy vào số tiền hay gì các thứ nữa. Đấy, đây này, team này sẽ là chiến thắng em nhá. Ok, nếu như anh em thấy video này thú vị thì hãy để lại cho mình like, subscribe kênh. Và đừng quên comment xuống và bình luận về những cái đấu tiếp theo mà anh em muốn xem ở game tab anh em nhá. Hoặc là những game khác anh em muốn coi. Bye, see you again later.